Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật quyển 48, phẩm 10 thân biển tướng của Như Lai thứ 34. 10 thân của Phật tướng tốt trang nghiêm như biển cả, vô cùng vô tận, vô biên không bờ mé, cho nên gọi là biển tướng. Phật Thích Ca Mâu Ni, ba A Tăng Kỳ tu phước huệ trong kiếp trồng tướng tốt, trải qua thời gian lâu dài như thế tu hành khổ hạnh, cuối cùng ở dưới cội Bồ đề thành chánh giác mới chứng được đủ thứ tướng tốt làm trang nghiêm. Tướng tốt đó dù có nói bao lâu cũng nói không hết được. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói về 10 thân biển tướng, thập thân tướng hài, chỉ là nói một cách đơn giản mà thôi, chứ không khi nào nói hết được. Tại sao không thể nói hết được? Vì thuở xưa Phật tu công đức vô cùng vô tận, đắc được thần thông cũng vô cùng vô tận. Công đức đó không thể dùng số mục nói hết được, cho nên nói bất khả thuyết, cho đến mỗi danh từ, giống như chìa khóa có thể khai mở tâm khóa ngu muội của chúng sinh, khiến cho chúng sinh tâm lượng rộng lớn. Do đó có câu tầm bào thái hư lượng chu xa giới, tức cũng là tận hư không khắp pháp giới. Ở trong kinh có nói quang minh phổ chiếu đầy khắp pháp giới, tức cũng là dạy chúng sinh phóng tâm lượng ra cho rộng lớn, đừng có nhỏ hẹp như thế. Phật có đủ thứ tướng tốt của bậc đại nhân, chúng ta chúng sinh có chăng? Có, bất quá không thể dùng được. Tại sao chúng ta chúng sinh cũng có tướng tốt của bậc đại nhân? Vì chúng ta chúng sinh giống như Phật, chẳng có gì khác biệt. Nhưng Phật là bậc đã giác ngộ, còn chúng ta thì chúng sinh mê hoặc, mê lại thêm mê, mê ở trong mê, cho nên chẳng hiện ra tướng tốt của bậc đại nhân. Từ trên đảnh của Như Lai đến dưới chân của Như Lai nói sơ lược có 97 tướng. Đây là thuận quán biển tướng, tướng hải. Là những tướng tốt nào? Đó là một trên đảnh Như Lai có 32 tướng, hai giữa lông mày của Như Lai có một tướng, ba mắt của Như Lai có một tướng, bốn mũi của Như Lai có một tướng, năm lưỡi của Như Lai có 4 tướng, sáu hàm trên của Như Lai có một tướng, bảy răng nanh của Như Lai có 4 tướng, tám răng của Như Lai có một tướng, chín môi của Như Lai có một tướng, 10 cổ của Như Lai có một tướng, 11 vai của Như Lai có 5 tướng, 12 ngực của Như Lai có 11 tướng, 13 tay phải của Như Lai có 13 tướng, 14 âm tạng của Như Lai có 1 tướng, 15 tòa xứ phải của Như Lai có 2 tướng, 16 lá lách của Như Lai có 2 tướng, 17 trán của Như Lai có 2 tướng, 18 chân của Như Lai có 13 tướng, tổng cộng có 97 tướng. Phẩm này là phẩm thứ 34 trong Kinh Hoa Nghiêm, cho nên tên là Phẩm Như Lai 10 thân biển tướng, thập thân tướng hải thứ 34. Bấy giờ Đại Bồ Tát Phổ Hiền bảo các Bồ Tát rằng: Phật tử nay sẽ vì các vị diễn nói những biển tướng của Như Lai. Lúc đó vị Bồ Tát Phổ Hiền, ngài là Đại Bồ Tát trong các Bồ Tát, ngài bảo tất cả Bồ Tát trong Pháp hội Hoa Nghiêm nói: Các vị đệ tử của Phật, bây giờ tôi sẽ vì quý vị diễn nói tất cả những biển tướng của Như Lai, xin các vị hãy lắng nghe cho kỹ. Trên đảnh của Như Lai có 32 thứ báu trang nghiêm tướng đại nhân. Các vị đệ tử của Phật, trên đảnh của Như Lai có 32 thứ báu trang nghiêm tướng đại nhân. Đại nhân là người làm đại sự gì? Tức là chấm dứt sinh tử và niết bàn rốt ráo. Đại nhân biết được lý mà người khác không biết, làm được việc mà người khác không làm được, tức cũng là đại trượng phu. Tướng có 32, vẻ đẹp có 80, đó là chỉ hóa thân mà nói. Tướng tốt của báo thân có 8 vạn 4 ngàn, cho đến nhiều vô số vô lượng. Trong đó có tướng đại nhân tên là quang chiếu tất cả phương, phóng khắp vô lượng lưới đại quang minh, tất cả báu đẹp dùng làm trang nghiêm, tóc báu khắp cùng mềm mại dài kín, mỗi đều phóng quang báu ma ni, đầy khắp tất cả vô biên thế giới, đều hiện thân Phật sắc tướng viên mãn, đó là một. Trong đó có một tướng tốt của đại nhân tên gọi là quang chiếu tất cả phương, khắp phóng ra vô lượng lưới đại quang minh, dùng tất cả báu đẹp để làm trang nghiêm, đầy khắp 10 phương tất cả vô biên thế giới. Ở mỗi thế giới đều thị hiện thân Phật sắc tướng rất viên mãn, lại rất trang nghiêm, đó là tướng tốt đại nhân thứ nhất. Kế đến có tướng đại nhân tên là mây quang minh mắt Phật, dùng Ma Ni vương đủ thứ sự trang nghiêm, tỏa ra ánh sáng vàng như tướng giữa, trận mày phóng quang minh, quang minh đó chiếu khắp tất cả thế giới, đó là hai. Kế đến lại có một tướng đại nhân tên gọi là mây quang minh mắt Phật, dùng Ma Ni vương báu làm đủ thứ sự trang nghiêm, trong quang minh báu lại hiện ra ánh sáng vàng, giống như giữa trận mày của Phật phóng ra ánh sáng trắng, Quang minh phóng ra chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, đó là tướng tốt đại nhân thứ hai. Tại sao dùng chữ mây để đại biểu cho danh từ? Vì mây có rất nhiều ý nghĩa, bất cứ giả như thế nào cũng đều được. Có thể nói nó là hư vọng không thật, một thứ huyễn hóa vô cùng. Cũng có thể nói nó giải đầy khắp pháp giới, cuộn thu vào trong hạt bụi. Mây tùy thời sẽ xuất hiện, tùy thời sẽ chẳng có. Đây là biểu thị tướng đại nhân của chư Phật, tùy thời sẽ hiện, tùy thời sẽ thu vào. Chúng ta nghe kinh phải hiểu đạo lý, không thể sinh tâm chấp trước. Nếu sinh chấp trước, ô cái này như thế nào, cái kia lại như thế nào thì như thế ấy, đừng tính toán. Nếu sinh tâm chấp trước thì sẽ làm chẳng được. Nếu không có sự chấp trước thì tất cả pháp đều là Phật pháp, đều không thể được, không thể giữ lấy nó, không thể xả bỏ nó, lấy không được, bỏ không được. Trong không thể được, chỉ nói được. Được cái gì? Được khai ngộ cái gì? Chân chánh khai ngộ thì vấn đề gì cũng chẳng còn. Trong Kinh Kim Cang có nói, phàm hết thảy tướng đều là hư vọng, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng tức thấy Như Lai. Các vị nói làm như thế nào? Kế đến có tướng đại nhân tên là mây đầy khắp pháp giới, gần báu đẹp thượng hạng, dùng làm trang nghiêm, phóng ra đèn sáng trí huệ phước đức của Như Lai, chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới và các biển thế giới, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật và các Bồ Tát, đó là ba. Kế đến lại có tướng tốt đại nhân tên là mây đầy khắp pháp giới, dùng luân báu tốt đẹp thượng hạng để làm trang nghiêm, phóng ra đèn sáng trí huệ phước đức của Như Lai, chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới và tất cả biển thế giới, trong đó hiện khắp tất cả chư Phật và tất cả các Bồ Tát, đó là tướng tốt đại nhân thứ ba. Lại có tướng đại nhân tên là mây thị hiện chiếu khắp, dùng vàng thật ma ni đủ thứ sự trang nghiêm, các báo đẹp đó đều phóng quang minh chiếu các cõi Phật không nghĩ bàn, tất cả chư Phật xuất hiện ở trong đó, đó là bốn. Kế đến lại có tướng tốt đại nhân tên là mây thị hiện chiếu khắp, dùng vàng thật và mani báu làm đủ thứ sự trang nghiêm, trong các báu đẹp đó đều phóng quang minh chiếu tất cả các cõi Phật không thể nghĩ bàn, tất cả chư Phật xuất hiện ở trong đó, đó là tướng tốt đại nhân thứ tư. Lại có tướng đại nhân tên là mây phóng quang minh báu, Mani bảo vương thanh tịnh trang nghiêm, dùng báu tỷ lưu ly làm nghị hoa, quang minh chiếu mười phương tất cả thế giới, trong đó hiện khắp đủ thứ thần biến, khen ngợi Như Lai thuộc sư tu hành công đức trí huệ, đó là năm. Kế đến lại có tướng tốt đại nhân tên là mây phóng quang minh báu, dùng Mani bảo vương làm thanh tịnh trang nghiêm, dùng báu tỷ lưu ly làm nghị hoa, quang minh đó chiếu sáng mười phương tất cả thế giới, trong đó hiện khắp đủ thứ thần thông biến hóa, khen ngợi Như Lai thuộc sự tu hành công đức và trí huệ, đó là tướng tốt đại nhân thứ năm. Lại có tướng đại nhân tên là mây thị hiện Như Lai đại tự tại khắp pháp giới, Bồ Tát thần biến bảo diệm Mani dùng làm mão, đầy đủ lực của Như Lai giác ngộ tất cả, bảo diệm quang luân dùng làm tràng, quang minh đó chiếu khắp mười phương thế giới. Ở trong quang minh đó thị hiện tất cả Như Lai ngồi tại đạo tràng, bởi nhất thiết trí đầy khắp hư không vô lượng pháp giới, đó là 6. Kế đến lại có tướng tốt đại nhân tên là mây thị hiện Như Lai đại tự tại khắp pháp giới, Bồ Tát thần biến bảo diệm Mani làm mão, đầy đủ 10 lực của Như Lai giác ngộ tất cả chúng sinh, dùng bảo diệm quang luân làm tràng báu, quang minh đó chiếu khắp mười phương hết thảy thế giới, trong đó thị hiện tất cả Như Lai ngồi dưới cội bồ đề thành chánh giác, đang giáo hóa tất cả chúng sinh, mày nhất thiết trí đầy khắp hư không vô lượng pháp giới, đó là tướng tốt đại nhân thứ 6. Lại có tướng đại nhân tên là mây Như Lai phổ đăng, vì hai chấn động cõi nước pháp giới, đại tự tại biển báo dùng làm trang nghiêm, phóng quang minh thanh tịnh đầy khắp pháp giới, trong đó hiện khắp biển công đức của các Bồ Tát mười phương và biển tràng trí huệ của Phật quá khứ hiện tại vị lai, đó là 7. Kế đến lại có tướng đại nhân tên là mây Như Lai phổ đăng, vì hay chấn động tất cả cõi nước pháp giới, đại tự tại biển báo làm trang nghiêm, phóng quang minh thanh tịnh đầy khắp mười phương pháp giới, trong quang minh đó thị hiện khắp biển công đức của các Bồ Tát mười phương và biển trang trí huệ của tất cả chư Phật ba đời quá khứ hiện tại vị lai, đó là tướng tốt đại nhân thứ 7. Lại có tướng đại nhân tên là mây rộng lớn chiếu khắp chư Phật, báo Nhân Đà La bảo vương Như Ý bảo vương Mani dùng làm trang nghiêm, thường phóng quang minh Bồ Tát Diệm Đăng chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, trong đó hiện các biển sắc tướng, biển âm thanh lớn, biển lực thanh tịnh của tất cả chư Phật, đó là 8. Kế đó lại có tướng tốt đại nhân tên là mây rộng lớn chiếu khắp chư Phật, dùng lưới nhân đà la các báu, bảo châu như ý, bảo Ma Ni vương, dùng làm trang nghiêm, thường thường phóng ra quang minh Bồ Tát Diệm Đăng chiếu khắp 10 phương tất cả thế giới. Trong đó hiện các biển sắc tướng, biển âm thanh lớn, biển lực thanh tịnh của tất cả chư Phật. Đó là tướng tốt đại nhân thứ 8. Lại có tướng đại nhân tên là mây viên mãn quang minh, lưu ly Mani vương đủ thứ hoa báu thượng diệu dùng làm trang nghiêm, tất cả các báu phóng lưới quang minh sáng lớn, để khắp 10 phương tất cả thế giới. Tất cả chúng sinh đều thấy Như Lai hiện ngồi ở trước, khen ngợi pháp thân công đức của chư Phật và các Bồ Tát, khiến cho họ vào cảnh giới thanh tịnh của Như Lai. Đó là 9. Kế đó lại có tướng đại nhân tên là mây viên mãn quang minh, dùng lưu ly và bảo vương Mani làm thành đủ thứ hoa báu tốt đẹp để làm trang nghiêm, tất cả các báu đều phóng ra lưới quang minh sáng lớn, đẩy khắp 10 phương tất cả thế giới. Hết thảy tất cả chúng sinh đều thấy Như Lai hiện thân ngồi ở trước mặt họ, khen ngợi pháp thân và công đức của 10 phương chư Phật và 10 phương các Bồ Tát, khiến cho tất cả chúng sinh vào cảnh giới thanh tịnh của Như Lai. Đó là tướng tốt đại nhân thứ 9. Lại có tướng đại nhân tên là mây quang minh tạng, chiếu khắp tất cả Bồ Tát hạnh, các hoa báu đẹp dùng làm trang nghiêm, quang minh báu chiếu khắp vô lượng thế giới, bảo diệm che trùm khắp tất cả cõi nước. 10 phương pháp giới thông đạt vô ngại, tiếng Phật chấn động, tiếng nói biển pháp. Đó là 10. Kế đó lại có tướng đại nhân tên là mây quang minh tạng, chiếu khắp tất cả Bồ Tát hạnh, dùng các báu và hoa đẹp để trang nghiêm, quang minh báu phóng ra quang minh báu chiếu sáng khắp 10 phương vô lượng thế giới, bảo diệm che trùm khắp tất cả cõi nước, tận hư không khắp pháp giới, thông đạt không chướng ngại. Trong âm thanh chấn động của Phật đều dễ nói biển pháp của tất cả chư Phật. Đó là tướng tốt đại nhân thứ 10. Lại có tướng đại nhân tên là mây quang minh chiếu sáng khắp tỷ lưu ly nhân đà la kim cang Ma Ni báu dùng làm trang nghiêm, lưu ly quang báu sắc tướng sáng triệt chiếu khắp tất cả các biển thế giới, vang ra âm thanh vi diệu đầy khắp pháp giới. Như vậy đều từ biển đại công đức trí huệ của chư Phật hóa hiện ra. Đó là 11. Kế đó lại có tướng tốt đại nhân tên là mây quang minh chiếu sáng khắp, dùng tỷ lưu ly, lưới châu nhân đà la, đá kim cang, Ma Ni báu để trang nghiêm, quang báu lưu ly sắc tướng rất sáng triệt, chiếu khắp 10 phương tất cả các biển thế giới, vang ra âm thanh kỳ diệu đầy khắp hết thảy pháp giới, tức cũng là tận hư không khắp pháp giới. Đó đều là từ biển đại công đức trí huệ của chư Phật hóa hiện ra. Đó là tướng tốt đại nhân thứ 11. Lại có tướng đại nhân tên là mây chánh giác, dùng tạc hoa báu làm trang nghiêm, các hoa báu đó đều phóng quang minh, đều có Như Lai ngồi tại đạo tràng đầy khắp tất cả vô biên thế giới, khiến cho các thế giới đều được thanh tịnh, dứt hẳn tất cả vọng tưởng phân biệt. Đó là 12. Kế đó lại có tướng đại nhân tên là mây chánh giác, dùng tạc hoa báu làm trang nghiêm, các hoa báu đó đều phóng đại quang minh, đều có Như Lai ngồi tại đạo tràng giáo hóa chúng sinh, cảnh giới đó đầy khắp 10 phương tất cả vô biên thế giới, khiến cho chúng sinh ở trong các thế giới đó đều được thanh tịnh. Chẳng những chúng sinh thanh tịnh mà thế giới cũng thanh tịnh, tất cả chúng sinh vĩnh viễn dứt hẳn tất cả vọng tưởng phân biệt. Đó là tướng tốt đại nhân thứ 12. Lại có tướng đại nhân tên là mây quang minh chiếu sáng, dùng biển báu diệm tạng tâm vương Ma Ni làm trang nghiêm, phóng ra đại quang minh, trong quang minh hiện vô lượng Bồ Tát và hạnh của các Bồ Tát tu hành trí thân pháp thân và các biển sắc tướng của tất cả Như Lai đầy khắp pháp giới. Đó là 13. Cái đó lại có tướng tốt đại nhân tên là mây quang minh chiếu sáng, dùng biển báu diện tạng tâm vương Ma Ni làm trang nghiêm, trong quang minh hiện vô lượng Bồ Tát và hạnh môn tu hành của các Bồ Tát trí thân và pháp thân, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, các biển sắc tướng của 10 phương tất cả các Như Lai đều đầy khắp tận hư không khắp pháp giới. Đó là tướng tốt đại nhân thứ 13. Lại có tướng đại nhân tên là mây trang nghiêm chiếu khắp, dùng hoa kim cang, báu tỷ lưu ly làm trang nghiêm, phóng ra đại quang minh, trong quang minh có tòa hoa sen báu lớn, đầy đủ sự trang nghiêm tra trùm khắp pháp giới, tự nhiên diễn nói 4 Bồ Tát hạnh, âm thanh đó khắp cùng các biển pháp giới. Đó là 14. Kế đó lại có tướng đại nhân tên là mây trang nghiêm chiếu khắp, dùng hoa kim cang và báu tỷ lưu ly làm trang nghiêm, phóng ra đại quang minh, trong quang minh có tòa hoa sen báu lớn, đầy đủ sự trang nghiêm thanh tịnh, che trùm khắp 10 phương pháp giới, tự nhiên diễn nói 4 Bồ Tát hạnh, tức là chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Và 4 pháp nhiếp, bố thí ái ngữ lại hành đồng sự, âm thanh đó khắp cùng các biển pháp giới, đó là tướng tốt đại nhân thứ 14. Lại có tướng đại nhân tên là mây biển hạnh hiện Phật tàng muội, ở trong một niệm thị hiện Như Lai vô lượng trang nghiêm khắp cùng tất cả pháp giới, biển thế giới không thể nghĩ bàn, đó là 15. Kế đó lại có tướng tốt đại nhân tên là mây biển hạnh hiện Phật tàng muội, ở trong một niệm thị hiện Như Lai vô lượng trang nghiêm khắp cùng tất cả pháp giới, biển thế giới không thể nghĩ bàn, đó là tướng tốt đại nhân thứ 15. Lại có tướng đại nhân tên là mây biển biến hóa chiếu khắp, dùng hoa sen báu đẹp như núi Tu Di để trang nghiêm các quang minh báu từ nguyện của Phật sinh ra, hiện các biến hóa không có cùng tận, đó là 16. Kế đó lại có tướng tốt đại nhân tên là mây biển biến hóa chiếu khắp, dùng hoa sen báu đẹp như núi Tu Di để trang nghiêm tất cả quang minh báu đẹp phóng ra, đã từ nguyện lực thuở xưa đã phát của chư Phật mà sinh ra, hiện các thần thông biến hóa không khi nào hết được, đó là tướng tốt đại nhân thứ 16. Lại có tướng đại nhân tên là mây tất cả Như Lai giải thoát, dùng báu đẹp thanh tịnh để trang nghiêm phóng đại quang minh, trang nghiêm tất cả tòa sư tử của Phật, thể hiện sắc tượng của tất cả chư Phật và vô lượng Phật pháp, biển cõi của chư Phật, đó là 17. Kế đó lại có tướng tốt đại nhân tên là mây tất cả Như Lai giải thoát, dùng báu đẹp thanh tịnh để trang nghiêm phóng ra đại quang minh, trang nghiêm tất cả tòa sư tử của Phật, thể hiện sắc tượng của tất cả chư Phật và vô lượng Phật pháp, cùng biển cõi của chư Phật, đó là tướng tốt đại nhân thứ 17. Lại có tướng đại nhân tên là mây tự tại phương tiện chiếu khắp, dùng hoa tỷ lưu ly, hoa sen vàng thật, đèn Ma Ni vương, mây diệu pháp diệm để trang nghiêm phóng ra quang minh thanh tịnh, mây dày bảo diệm tất cả chư Phật đầy khắp pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả đồ trang nghiêm tốt đẹp, đó là 18. Kế đó lại có tướng tốt đại nhân tên là mây tự tại phương tiện chiếu khắp, dùng hoa tỷ lưu ly, hoa sen vàng thật, đèn báu Ma Ni vương, mây diệu pháp diệm để trang nghiêm phóng ra quang minh thanh tịnh, mây dày bảo diệm tất cả chư Phật đầy khắp 10 phương pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả đồ trang nghiêm tốt đẹp, đó là tướng tốt đại nhân thứ 18. Lại có tướng đại nhân tên là mây giác ngộ giống tánh Phật, dùng vô lượng quang minh báu để trang nghiêm đầy đủ ngàn bánh xe trong ngoài thanh tịnh từ cát lành thuở xưa sinh ra, quang minh đó chiếu khắp 10 phương thế giới, phát ra ánh sáng mặt trời trí huệ, tuyên bố biển pháp, đó là 19. Kế đó lại có tướng tốt đại nhân tên là mây giác ngộ giống tánh Phật, dùng vô lượng quang minh báu để trang nghiêm đầy đủ ngàn bánh xe trong ngoài thanh tịnh, đó là từ căn lành thuở xưa đã gieo trồng sinh ra, quang minh đó chiếu khắp 10 phương thế giới, phát ra ánh sáng mặt trời trí huệ, tuyên dương điều bố biện pháp của chư Phật, đó là tướng tốt đại nhân thứ 19. Lại có tướng đại nhân tên là mây hiện tất cả tướng tự tại của Như Lai, dùng các chuỗi anh lạc báu, hoa lưu ly báu để trang nghiêm, tỏa ra đại bảo diệm đầy khắp pháp giới, trong đó hiện khắp vô lượng chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, đồng với số hạt bụi của tất cả cõi Phật, như tòa sư tử vương dũng mãnh vô úy, sắc tướng trí huệ thảy đều đầy đủ, đó là 20. Kế đó lại có tướng tốt đại nhân tên là mây hiện tất cả tướng tự tại của Như Lai, dùng các chuỗi ảnh lạc báu, hoa lưu ly báu để trang nghiêm, tỏa ra ánh sáng đại bảo diệm đầy khắp pháp giới, trong ánh sáng đại bảo diệm đó lại hiện khắp vô lượng chư Phật 10 phương ba đời quá khứ vị lai hiện tại, số lượng đó vô lượng vô biên đồng với số hạt bụi của tất cả cõi Phật, giống như tòa sư tử vương dũng mãnh vô úy, sắc tướng và trí huệ thảy đều đầy đủ, đó là tướng tốt đại nhân thứ 20. Lại có tướng đại nhân tên là mây chiếu khắp tất cả pháp giới, dùng tướng báu Như Lai thanh tịnh trang nghiêm phóng đại quang minh, chiếu khắp pháp giới, hiện hiện tất cả vô lượng vô biên chư Phật Bồ Tát trí huệ diệu tạng, đó là 21. Kế đó lại có tướng tốt đại nhân tên là mây chiếu khắp tất cả pháp giới, dùng tướng báu của Như Lai vừa thanh tịnh lại trang nghiêm phóng đại quang minh, chiếu khắp pháp giới, hiện hiện trí huệ diệu tạng của tất cả vô lượng vô biên 10 phương chư Phật và 10 phương các Bồ Tát, đó là tướng tốt đại nhân thứ 21. Lại có tướng đại nhân tên là mây tướng tỷ lô giá na Như Lai, dùng hoa báu tốt đẹp và tỷ lưu ly thanh tịnh diệu huyệt để trang nghiêm, đều phóng vô lượng trong ngàn vạn ước quang mani báu đầy khắp tất cả hư không pháp giới, trong đó thị hiện vô lượng cõi Phật đều có Như Lai ngồi tòa sư tử, đó là 22. Kế đó lại có tướng tốt đại nhân tên là mây tướng tỷ lô giá na Như Lai, dùng hoa báu tốt đẹp và tỷ lưu ly thanh tịnh diệu nguyệt để trang nghiêm, đều phóng vô lượng trăm ngàn vạn ước quang minh mani báu để khắp tất cả hư không và pháp giới. Trong đó thì hiện vô lượng cõi Phật, đều có Như Lai ngồi tòa sư tử, đó là tướng tốt đại nhân thứ 22. Lại có tướng đại nhân tên là mây quang minh chiếu khắp tất cả chư Phật, dùng đèn báu đẹp để trang nghiêm, phóng ra quang minh thành tịnh, chiếu khắp 10 phương tất cả thế giới, đều hiện chư Phật chuyển bánh xe pháp, đó là 23. Kế đó lại có tướng đại nhân tên là mây quang minh chiếu khắp tất cả chư Phật, dùng đèn báu đẹp để trang nghiêm, đèn báu đẹp đó phóng ra quang minh thành tịnh, chiếu sáng khắp 10 phương tất cả thế giới. Tại mỗi thế giới đều thị hiện chư Phật đang chuyển bánh xe pháp, đó là tướng tốt đại nhân thứ 23. Lại có tướng đại nhân tên là mây hiện khắp tất cả sự trang nghiêm, dùng đủ thứ bảo diệm để trang nghiêm, phóng ra quang minh thanh tịnh đẩy khắp pháp giới. Niệm niệm thượng hiện bất khả thuyết tất cả chư Phật và các Bồ Tát ngồi tại đạo tràng, đó là 24. Kế đó lại có tướng đại nhân tên là mây hiện khắp tất cả sự trang nghiêm, dùng đủ thứ bảo diệm để trang nghiêm, mỗi thứ bảo diệm phóng ra quang minh thanh tịnh đẩy khắp 10 phương pháp giới. Ở trong niệm niệm thường hiện bất khả thuyết tất cả chư Phật và tất cả các Bồ Tát ngồi tại đạo tràng giáo hóa chúng sinh, đó là tướng tốt đại nhân thứ 24. Lại có tướng đại nhân tên là mây âm thanh vang ra tất cả pháp giới, dùng biển báu mani trên đàn tốt đẹp để trang nghiêm, tỏa ra lưới đại diệm đầy khắp pháp giới. Trong đó âm thanh vì diệu diễn nói khắp thị hiện tất cả biển nghiệp của các chúng sinh, đó là 25. Kế đó lại có tướng tốt đại nhân tên là mây âm thanh vang ra tất cả pháp giới, dùng biển báu mani và trên đàn tốt đẹp để trang nghiêm, tỏa ra lưới đại quang diệm đầy khắp 10 phương pháp giới. Trong đó âm thanh vi diệu diễn nói khắp thị hiện tất cả biển nghiệp của các chúng sinh, khiến cho các chúng sinh phát bồ đề tâm, tu vô thượng đạo, đó là tướng tốt đại nhân thứ 25. Lại có tướng đại nhân tên là mây bánh xe biến hóa chiếu khắp chư Phật, dùng mắt thanh tịnh của Như Lai để trang nghiêm, quang minh chiếu 10 phương tất cả thế giới. Trong đó hiện khắp tất cả hết thảy đồ trang nghiêm của chư Phật quá khứ vị lai hiện tại. Lại vang ra âm thanh vi diệu diễn nói biển pháp rộng lớn không thể nghĩ bàn, đó là 26. Kế đó lại có tướng tốt đại nhân tên là mây bánh xe biến hóa chiếu khắp chư Phật, dùng con mắt pháp thanh tịnh của Như Lai để trang nghiêm, quang minh đó chiếu sáng khắp 10 phương tất cả thế giới. Trong đó hiện khắp tất cả hết thảy đồ trang nghiêm của chư Phật ba đời quá khứ vị lai hiện tại. Lại vang ra âm thanh vi diệu diễn nói biển pháp rộng lớn không thể nghĩ bàn, đó là tướng tốt đại nhân thứ 26. Lại có tướng đại nhân tên là mây quang chiếu biển Phật, quang minh đó chiếu khắp tất cả thế giới, tận pháp giới không có chướng ngại, đều có Như Lai ngồi kiết già, đó là 27. Kế đó lại có tướng tốt đại nhân tên là mây quang chiếu biển Phật, quang minh đó chiếu khắp 10 phương tất cả thế giới, tận hư không khắp pháp giới không có chướng ngại, đều có Như Lai ngồi kiết già, đó là tướng tốt đại nhân thứ 27. Lại có tướng đại nhân tên là mây bảo đăng phóng ra quang minh Như Lai rộng lớn chiếu khắp 10 phương tất cả pháp giới. Trong đó thể hiện khắp tất cả chư Phật, chư Bồ Tát và biển chúng sinh không thể nghĩ bàn, đó là 28. Kế đó lại có tướng tốt đại nhân tên là mây bảo đăng phóng ra quang minh Như Lai rộng lớn chiếu khắp 10 phương tất cả pháp giới. Trong đó thể hiện khắp tất cả chư Phật và tất cả Bồ Tát, lại hiện khắp biển chúng sinh không thể nghĩ bàn, đó là tướng tốt đại nhân thứ 28. Lại có tướng đại nhân tên là mây pháp giới không khác biệt, phóng ra quang minh Như Lai đại trí chiếu khắp 10 phương các cõi Phật, tất cả đạo tràng chúng hội Bồ Tát, vô lượng biển pháp. Trong đó hiện khắp đủ thứ thần thông, lại vang ra diệu âm tùy thuận tầm ưa thích của các chúng sinh mà dễ nói hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền, khiến cho họ hồi hướng, đó là 29. Kế đó lại có tướng tốt đại nhân tên là mây pháp giới không khác biệt, phóng ra quang minh Như Lai đại trí huệ chiếu khắp 10 phương các cõi Phật và tất cả đạo tràng chúng hội Bồ Tát, vô lượng biển pháp. Trong đó hiện khắp đủ thứ thần thông, lại vang ra đủ thứ âm thanh vi diệu tùy thuận tầm ưa thích của các chúng sinh mà dễ nói hạnh nguyện Bồ Tát Phổ Hiền, khiến cho tất cả chúng sinh đều hồi hướng, đó là tướng tốt đại nhân thứ 29. Lại có tướng đại nhân tên là mây an trụ chiếu khắp tất cả biển thế giới, phóng ra quang minh báu đẩy khắp tất cả hư không pháp giới. Trong đó hiện khắp đạo tràng thanh tịnh vi diệu và thân tướng trang nghiêm của Phật Bồ Tát, khiến cho người thấy đắc được không chỗ thấy, đó là 30. Kế đó lại có tướng tốt đại nhân tên là mây an trụ chiếu khắp tất cả biển thế giới, phóng ra các quang minh báu, đẩy khắp tất cả hư không pháp giới, trong đó hiện khắp đạo tràng thanh tịnh vi diệu và Phật Bồ Tát thân tướng trang nghiêm, khiến cho người thấy đắc được không chỗ thấy, vô sở kiến. Đó là tướng tốt đại nhân thứ 30. Lại có tướng đại nhân tên là mây tất cả báu thanh tịnh quang diệp, phóng ra vô lượng quang minh ma ni diệu báu thanh tịnh chư Phật Bồ Tát, chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới, trong đó hiện khắp các biển Bồ Tát, đều đầy đủ thần lực của Như Lai, thường đi đến mười phương tận cõi hư không, tất cả lưới cõi, đó là 31. Kế đó lại có tướng tốt đại nhân tên là mây tất cả báu thanh tịnh quang diệm, phóng ra vô lượng quang minh mà nì diệu báu thanh tịnh chư Phật Bồ Tát, chiếu khắp mười phương tất cả pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả biển Bồ Tát. Hết thảy Bồ Tát đều đầy đủ thần lực của Như Lai, thường đi đến mười phương tận cõi hư không tất cả lưới cõi, đó là tướng tốt đại nhân thứ 31. Lại có tướng đại nhân tên là mây trang nghiêm chiếu khắp tất cả pháp giới, ở giữa dần dần lên cao, dùng diêm phủ đàn kim lưới nhân đà la để trang nghiêm, phóng ra mây quang minh thành tịnh đầy khắp pháp giới, niệm niệm thực hiện đạo tràng chúng hội chư Phật Bồ Tát của tất cả thế giới, đó là 32. Kế đó lại có tướng tốt đại nhân tên là mây trang nghiêm chiếu khắp tất cả pháp giới, ở giữa dần dần lên cao, dùng diêm phủ đàn kim lưới nhân đà la để trang nghiêm, phóng ra mây quang minh thành tịnh đầy khắp mười phương tất cả pháp giới, trong niệm niệm thường hiện ra đạo tràng chúng hội chư Phật Bồ Tát của tất cả thế giới, đó là tướng tốt đại nhân thứ 32. Phật tử, trên đại Như Lai có 32 tướng đại nhân như vậy dùng để trang nghiêm. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng các vị Phật tử ở trên đảnh của Như Lai có 32 tướng tốt đại nhân như thế để trang nghiêm. Phật tử, giữa lông mày của Như Lai có tướng đại nhân tên là mây quang minh pháp giới, dùng hoa mani báu để trang nghiêm, phóng đại quang minh đủ các màu sắc báu như mặt trời mặt trăng thanh tịnh thấu suốt. Quang minh đó chiếu khắp mười phương cõi nước, trong đó hiển hiện tất cả thân Phật, lại vang ra diệu âm tuyên dương biển pháp, đó là 33. Các vị Phật tử, giữa lông mày của Như Lai có tướng tốt đại nhân tên là mây quang minh khắp pháp giới, dùng hoa mani báu để trang nghiêm, phóng đại quang minh đầy đủ các màu sắc báu như ánh sáng mặt trời mặt trăng thanh tịnh thấu suốt. Quang minh đó chiếu sáng khắp mười phương cõi nước, trong đó hiện hiện tất cả thân Phật, lại vang ra pháp âm vi diệu tuyên dương biển pháp, đó là tướng tốt đại nhân thứ 33. Đó là tướng tốt hào quang trắng do tu bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định bát nhã 6 độ mà thành tựu, và trí lực biết thị xứ vị xứ, trí lực biết nghiệp báo 3 đời, trí lực biết các thiền giải thoát tam muội, trí lực biết các căn thắng liệt, trí lực biết đủ thứ sự hiểu biết, trí lực biết đủ thứ cõi, trí lực biết chỗ đến của tất cả loài, trí lực biết thiên nhãn vô ngại, trí lực biết túc mạng vô ngại, trí lực biết dứt hẳn tập khí, đó là 10 lực của Phật. Và nhất thiết trí vô sở ý, lậu tận vô sở ý, nói chướng đạo vô sở ý, nói đạo hết khổ vô sở ý, đó là 4 vô sở ý của Phật. Các công đức tu hành viên mãn mà đắc được tướng hào quang trắng tốt đẹp trang nghiêm. Mắt của Như Lai có tướng đại nhân tên là mây tự tại thấy khắp, dùng các báu đẹp để trang nghiêm, quang minh mani báu thanh tịnh sáng suốt thấy khắp tất cả đều không chướng ngại, đó là 34. Mắt của Như Lai có tướng tốt đại nhân tên là mây tự tại thấy khắp, dùng các báu đẹp để trang nghiêm, phóng ra quang minh mani báu thanh tịnh sáng suốt thấy khắp tất cả đều không chướng ngại, đó là tướng tốt đại nhân thứ 34. Mắt của Như Lai xanh biếc, do đó có câu mắt xanh biếc như nước 4 biển. Mũi của Như Lai có tướng đại nhân tên là mây tất cả thần thông trí huệ, dùng báu đẹp thanh tịnh để trang nghiêm, các ánh sáng màu sắc báu che phủ phía trên, trong đó hiện ra vô lượng hóa Phật ngồi trên hoa sen báu đi đến các thế giới, vì tất cả Bồ Tát, tất cả chúng sinh mà diễn nói các biển Phật pháp không thể nghĩ bàn, đó là 35. Mũi của Như Lai có tướng tốt đại nhân tên là mây tất cả thần thông trí huệ, dùng báu đẹp thanh tịnh để trang nghiêm, các ánh sáng màu sắc báu che phủ phía trên, trong quang minh đó hiện ra vô số vô lượng hóa Phật đều ngồi trên hoa sen báu lớn đi đến mười phương tất cả thế giới, vì tất cả Bồ Tát và tất cả chúng sinh mà diễn nói biển pháp của chư Phật nói không thể nghĩ bàn, đó là tướng tốt đại nhân thứ 35. Lưỡi của Như Lai có tướng đại nhân tên là mây thị hiện âm thanh hình bóng, dùng các màu sắc báu đẹp để trang nghiêm do căn lành đời trước mà thành tựu. Lưỡi Phật rộng dài che trùm khắp tất cả các biển thế giới. Khi Như Lai vui vẻ mỉm cười thì sẽ phóng ra quang minh mani bóng. Quang minh đó chiếu khắp 10 phương pháp giới, hay khiến cho tất cả tâm được mát mẻ. Chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đều hiển hiện sáng rỡ ở trong quang minh. Khắp tất cả cõi đều diễn nói âm thanh vi diệu rộng lớn trụ vô lượng kiếp, đó là 36. Lưỡi của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là mây thị hiện âm thanh hình bóng, dùng các màu sắc báu đẹp để trang nghiêm, đó là do căn lành đời trước mà thành tựu. Lưỡi Phật rộng dài che trùm khắp tất cả các biển thế giới. Khi Như Lai vui vẻ mỉm cười thì sẽ phóng ra tất cả quang minh mani bóng. Quang minh đó chiếu khắp 10 phương pháp giới, hay khiến cho tâm của tất cả chúng sinh được mát mẻ. Chư Phật ba đời quá khứ, vị lai, hiện tại đều hiển hiện sáng rỡ ở trong quang minh. Khắp tất cả cõi nước chư Phật đều diễn nói âm thanh vi diệu rộng lớn trụ thời gian lâu dài vô lượng kiếp, đó là tướng tốt đại nhân thứ 36. Lưỡi của Như Lai lại có tướng đại nhân, tên là mây pháp giới, bằng phẳng dùng các báu để trang nghiêm, phóng ra quang minh báu đẹp, sắc tướng viên mãn như quang minh phóng ra ở giữa lông mày. Quang minh đó chiếu khắp tất cả cõi Phật, chỉ có bụi thành tựu, không có tự tánh. Trong quang minh lại hiện ra vô lượng chư Phật, đều vang ra diệu âm nói tất cả pháp, đó là 37. Lưỡi của Như Lai lại có tướng tốt đại nhân, tên là mây pháp giới, bằng phẳng dùng tất cả các báu để trang nghiêm, phóng ra quang minh báu đẹp, sắc tướng viên mãn như quang minh phóng ra ở giữa lông mày. Quang minh đó chiếu khắp tất cả cõi Phật, chỉ có hạt bụi thành tựu, không có tự tánh. Trong quang minh lại hiện ra vô lượng chư Phật, đều vang ra âm thanh vi diệu, diễn nói tất cả diệu pháp, đó là tướng tốt đại nhân thứ 37. Đầu lưỡi của Như Lai lại có tướng đại nhân, tên là mây quang minh chiếu pháp giới, dùng như ý bảo vương để trang nghiêm, tự nhiên luôn tỏa ra sắc vàng bảo diệm, trong đó ảnh hiện tất cả biển Phật, lại phát ra diệu âm đầy khắp tất cả vô biên thế giới. Trong mỗi âm thanh đủ tất cả âm thanh đều diễn nói diệu pháp, người nghe được tâm vui mừng, trải qua vô lượng kiếp nghiền ngẫm không quên, đó là 38. Đầu lưỡi của Như Lai lại có tướng tốt đại nhân, tên là mây quang minh chiếu pháp giới, dùng như ý bảo vương để trang nghiêm, tự nhiên luôn tỏa ra sắc vàng bảo diệm, trong đó ảnh hiện tất cả biển Phật, lại phát âm thanh vi diệu đầy khắp 10 phương vô biên thế giới. Ở trong mỗi âm thanh đủ tất cả âm thanh đều diễn nói diệu pháp, khiến cho người nghe được sinh tâm vui mừng, trải qua thời gian vô lượng kiếp nghiền ngẫm không quên, đó là tướng tốt đại nhân thứ 38. Đầu lưỡi của Như Lai có tướng đại nhân, tên là mây chiếu sáng pháp giới, dùng Mani bảo vương để nghiêm sức, quang minh diễn các sắc tướng vi diệu để khắp 10 phương vô lượng cõi nước, tận cùng pháp giới đều thanh tịnh, trong đó đều có vô lượng chư Phật và các Bồ Tát, đều vang ra diệu âm khai thị đủ thứ pháp, tất cả Bồ Tát hiện tiền lắng nghe thọ nhận, đó là 39. Đầu lưỡi của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là mây chiếu sáng pháp giới, dùng Mani bảo vương để nghiêm sức, quang minh diễn các sắc tướng vi diệu để các 10 phương vô lượng cõi nước chư Phật, tận hư không các pháp giới đều thanh tịnh, trong đó đều có vô lượng chư Phật và vô lượng các Bồ Tát, đều vang ra diệu âm khai thị đủ thứ pháp, tất cả Bồ Tát hiện tiền lắng nghe tin thọ phụng hành, đó là tướng tốt đại nhân thứ 39. Hàm trên trong miệng của Như Lai có tướng đại nhân, tên là mây thị hiện pháp giới không nghĩ bàn, dùng nhân đà la báu, tỷ lưu ly báu để trang nghiêm, tỏa ra mây quang minh hương đăng diệm thanh tịnh đầy khắp 10 phương tất cả pháp giới, thể hiện đủ thứ thần thông phương tiện khắp tất cả biển thế giới, khai thị diễn nói pháp thâm sâu không nghĩ bàn, đó là 40. Hàm trên trong miệng của Như Lai có tướng đại nhân, tên là mây thị hiện pháp giới không nghĩ bàn, dùng nhân đà la báu và tỷ lưu ly báu để trang nghiêm, tỏa ra mây quang minh hương đăng diệm thanh tịnh đầy khắp 10 phương tất cả pháp giới, thị hiện đủ thứ thần thông phương tiện khắp tất cả biển thế giới, khai thị diễn nói pháp thâm sâu không thể nghĩ bàn, đó là tướng tốt đại nhân thứ 40. Phía dưới răng nanh phải trong miệng của Như Lai có tướng đại nhân, tên là mây răng Phật, dùng tướng luân chữ vạn, các báu mani để trang nghiêm, phóng ra đại quang minh chiếu khắp pháp giới, trong đó hiện khắp tất cả thân Phật, khắp cùng 10 phương khai ngộ quẩn sinh, đó là 41. Phía dưới răng nanh phải trong miệng của Như Lai có tướng tốt đại nhân, tên là mây răng Phật, dùng tướng luân chữ vạn, các báu mani để trang nghiêm, phóng ra đại quang minh chiếu khắp 10 phương pháp giới,